Xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trên tay mình đây là một chai nước hoa có thiết kế rất là đẹp, đến từ nhà Mugler, đó chính là Aura. Và nếu như bạn nào đang lăn tăn về chai nước hoa này thì hãy xem hết video này và đừng quên like, share, subscribe và donate cho mình nếu có thể theo đường link ở phía dưới và mô tả nha. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu em nó luôn. Và chai nước hoa này thì mình được tài trợ bởi một người anh rất là quen từ những ngày đầu làm YouTube, đó là anh Đức. Và em nó hình như ở trên thị trường có giá tầm dưới 2 triệu đồng. Các bạn có thể mua được một chai tester và full thì chắc là tầm hơn 2 triệu một chút. Đấy là nếu bạn nào quan tâm thì mình cho các bạn thông tin như vậy. Đầu tiên chúng ta có một cái ngoại hình rất là đẹp. Đây các bạn nhìn thấy, nó có thiết kế màu xanh và nó không hề có vòi, không hề có nắp nhá. Nó có thẳng có vòi xịt đây luôn và các bạn có thể ấn như này. Chỗ này chỗ ấn. Đó, các bạn có thể xịt được mùi hương này ra rồi. Và đặc biệt là chai này thì các bạn không thể để đứng được mà các bạn phải để nằm ngang như này. Hoặc là nếu như bạn nào đầu tư một chút thì có thể mua kệ nhựa để như này thì nó sẽ trông đẹp hơn. Còn em nó không đứng được thì đây cũng là một cái điểm trừ. Tại vì nếu mà bày thì đều nằm ngang này nó hơi tốn diện tích và nó trông cũng không đẹp cho lắm. Đó là về phần ngoại hình của em nó. Còn về mùi hương thì mình đánh giá đây là một cái mùi hương có thể nói rằng là sử dụng làm signature scent khá là ok ở trong cái phân khúc cùng tầm giá với em nó. Khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì bạn nhận thấy một cái nét xanh và một cái nét khá là mát và tươi và một chút ngọt đằng sau nữa. Thì tổng hòa cái mùi hương này ban đầu nó không phải là cái mùi hương kiểu có cái xu hướng làm kiểu thiên nhiên, làm kiểu dễ chịu, mà nó lại có cái xu hướng hơi kiểu nhân tạo một chút. Và nếu như dễ hình dung nhất thì các bạn sẽ liên tưởng đến những cái gọi là cái kẹo bạc hà hoa quả ấy, kiểu như vậy. Và nó có cái nét ngọt khá là dày. Và ngay khi mình xịt ra mình đoán là mùi hương này bám quả khá là tốt rồi. Và dry down thì cái nét tươi và mát nó sẽ lắng dần xuống và các bạn thấy là chủ đạo là ngọt. Và lúc sau thì có một cái nét ngọt của vani. Và nó cứ như vậy từ đầu đến cuối. Và càng về sau trên da mình thì Aura nó lại có một cái nét hơi giống với chai nước hoa của Lancôme, đó là Lancôme La Vie Belle, một chai nước hoa mà rất là nổi tiếng, nhưng mà ở đây thì nó có phần gọi là hiện đại hơn một chút thôi, và có phần tươi và không bị kiểu quá là già như là ở chai Lancôme La Vie Belle kia. Về độ bám tỏa của em nó thì chai nước hoa này có thể nói rằng là nó tỏa hương khá là tốt khi mà tầm một cánh tay. Và về cái độ lưu hương ở trên da mình thì chai nước hoa này được tầm 8 tiếng, khá là ok. Tất nhiên là vẫn thua nếu mà xét về mùi so với Lancôme La Vie Belle thì chai nước hoa này độ lưu hương kém, độ tỏa hương kém. Nhưng mà với một cái mùi hương ngọt của xu hướng mát như này thì mình nghĩ rằng là như vậy là khá là ok rồi. Vậy thì em nó phù hợp với cái phong cách và với cái độ tuổi như nào? Thì mình nghĩ rằng là chai nước hoa này, như mình nói, nó có mở đầu khá là lạ nhưng mà về sau thì nó lại có xu hướng làm giống với những chai nước hoa gọi là phổ thông ở trên thị trường. Và mình vẫn nói rằng là mình đánh giá chai nước hoa này nó có một cái nét gọi là hơi đặc biệt, hơi khác lạ và để lại ấn tượng so với những chai nước hoa cùng phân khúc. Nên là với em này thì mình nghĩ rằng với những bạn nữ khoảng tầm từ 25 đến 30 tuổi, kiểu sắp đến tuổi lấy chồng, kiểu sắp lấy chồng nhưng mà kiểu chưa định hướng được rõ ràng mình phải lấy ai cụ thể như thế nào, nó vẫn kiểu là dù là thực tế rồi nhưng mà vẫn có một chút gì đó kiểu mơ mộng đấy. Nên là vào cái vai ở đây thì nó cũng có phần hơi kiểu cổ điển một chút, nên là mình nghĩ là bạn nào nữ nào kiểu vẫn đang thích một cái mùi nó cá tính nhưng mà nó không đi quá xa cái khuôn khổ của bạn thì đây là một cái mùi hương như vậy, không đụng hàng nhưng mà cũng không quá đặc biệt, thì Aura sẽ đáp ứng được lựa chọn của bạn. Và mùi hương này thì khuyến khích các bạn nên sử dụng vào những ngày xuân và những ngày thu, hoặc là những ngày hè, đầu hè mát mẻ thôi. Mùa đông có lẽ mùi hương này nó sẽ có xu hướng là hơi lạnh. Còn mùa hè thì em nó sẽ hơi ngốt so với khí hậu ở miền Bắc. Nếu mà quá nóng 40 độ thì xịt em này nó sẽ bị ngọt, hơi váng đầu một chút. Còn nếu mà mùa ở trong Sài Gòn mà sáng nắng chiều mưa cứ cầm mát mát tầm dưới 25 độ thì mình nghĩ Aura là một cái lựa chọn rất là tốt. Và em này cũng sử dụng cho dân văn phòng khá là ok. Vậy thì với Aura của Mugler thì chúng ta có nên mua không? Thì đối với mình đây là một chai nước hoa có một cái mùi hương đặc biệt, có thể sử dụng làm signature scent khá là ok. Và dành cho bạn nào kiểu tim kiểu hảo ngọt nhưng mà vẫn thích một cái mùi nó có man mát mở đầu và có thể nói rằng là nó ít đụng hàng. Và quan trọng nhất là có một cái
thiết kế rất là đẹp để cho các bạn có thể bày và cũng có thể mang đi kiểu du lịch, cầm chụp ảnh tự sướng sống ảo. Chai nước hoa này rất là ok đó. Còn nếu như các bạn không thích những cái mùi kiểu ngọt mà có cái xu hướng làm kiểu hơi kiểu synthetic một chút thì Aura mình nghĩ rằng là sẽ không phù hợp. Hoặc là các bạn nghĩ rằng là đây là một cái mùi hương kiểu mát mẻ tại vì trông nó rất là mát mắt thì mình nghĩ đây là một cái video các bạn có thể tham khảo rõ hơn. Và nếu như thấy video này hay, đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.